so với cái vùng tổn thương, hay là cái vùng tổn thương giảm đậm độ so với nhu mô gan bình thường. Và trong vùng tổn thương thì chúng ta thấy có một vùng giảm đậm độ so với cái tổn thương, thì cái đây là cái vùng sẹo. Thì ở thùy tĩnh mạch cửa thì chúng ta thấy là cái hình ảnh tổn thương nó bắt thuốc đồng đậm độ với nhu mô gan, và cái vùng sẹo ở trong tổn thương nó chưa có bắt thuốc. Và ở thùy cân bằng thì chúng ta thấy là cái vùng tổn thương nó đồng đồng đậm độ với nhu mô gan, và cái vùng sẹo ha ở vùng trung tâm có tổn thương nó bắt thuốc mạnh. Thì đây là hình ảnh tăng sản dạng nốt khung trú. Rồi một cái hình ảnh minh họa khác của cái tăng sản dạng nốt khu trú đây. Đây chúng ta thấy đây là hình ảnh chụp gan sau khi tiêm thuốc ha, và đây là thùy động mạch, đây là thùy tĩnh mạch. Thì nhắc lại là thùy động mạch thì chúng ta dựa vào cái động mạch ha, động mạch chủ bụng nè, động mạch chủ bụng, đây là tĩnh mạch, đây là tĩnh mạch chủ dưới ha, đây là động mạch chủ bụng nè. Thì chúng ta thấy là hình ảnh bắt thuốc mạnh của động mạch chủ bụng nè. Rồi thì tĩnh mạch thì chúng ta thấy là đây là tĩnh mạch cửa nè, tĩnh mạch cửa nè, động mạch nè. Thì cái đậm độ hay là cái sự bắt thuốc bắt thuốc cản quang của cái động mạch nè, tĩnh mạch cửa nè, hai cái đậm độ này nó gần gần bằng nhau thì đây là cái thùy tĩnh mạch. Hoặc là chúng ta còn còn dựa theo cái dấu hiệu nữa là chúng ta thấy tĩnh là u máu gan hay là hemangioma. Thì u máu gan cũng thường gặp ở nữ nhiều hơn nam, tỷ lệ là 5 trên 1. Có thể có triệu chứng là 40% u kích thước 4 cm, có triệu chứng. Và đây là u lành tính. Rồi về đặc điểm hình ảnh của u máu gan trên CT, thường đơn độc chiếm 50 đến 90%, là hay có nhiều ổ bờ rõ. Trên hình ảnh CT không tiêm thuốc thì chúng ta sẽ thấy là tổn thương có đậm độ thấp và có thể đóng vôi. Thì đóng vôi này nó sẽ chúng ta sẽ thấy là hình ảnh tăng cái đậm độ, tăng cái đậm độ to với nhu mô gan bình thường. Là chúng ta sẽ đo cái độ hao phiêu ha. Rồi về sau khi tiêm thuốc cản quang thì hình ảnh đó là tăng quang sớm dạng nốt thành ở ngoại biên. Rồi sau đó sẽ tăng quang vào trung tâm và lấp đầy ở thùy mụn. Nó nghĩa là ở thùy động mạch ha, thì chúng ta sẽ thấy những cái vùng bắt thuốc mạnh dạng nốt ở ngoại biên, là ở phía ngoài tổn thương ha, ở phía ngoài quanh tổn thương á. Sau đó thì ở thùy tĩnh mạch thì chúng ta sẽ thấy tổn thương nó sẽ đi dần vào trung tâm và nó lấp đầy thùy mụn. Rồi đây là hình ảnh điển hình. Rồi, một số hình ảnh khác đó là hình ảnh tăng quang sớm toàn bộ tổn thương, sau đó giảm ở thùy mụn, hoặc là tăng quang sớm ở ngoại biên, vùng trung tâm không tăng quang.
Rồi đây là một trường hợp minh họa u máu gan. Thì đây là hình ảnh CT trước khi tiêm thuốc cản quang. CT sau khi tiêm thuốc cản quang là thùy động mạch. Đây thùy tĩnh mạch và đây là thùy cân bằng. Thì ở cái phim CT chưa tiêm thuốc rồi, chúng ta sẽ thấy cái vùng giảm đậm độ khu trú tại đây, vùng mũi tên ha, trong gan phải. Rồi sau khi tiêm thuốc đây thì động mạch ha, thì động mạch chúng ta thấy là cái động mạch của bụng bắt hút mạnh. Rồi đây là thì tĩnh mạch ha, chúng ta thấy là động mạch chủ bụng đồng với bắt thuốc, có cái đậm độ đồng với cái tĩnh mạch. Đây là thùy tĩnh mạch và đây là thùy cân bằng ha. Thì giờ chúng ta thấy là cái tổn thương này nó bắt thuốc phía ngoại vi ở thùy động mạch, phía ngoại vi dạng nốt hằn. Thùy tĩnh mạch thì tổn thương nó sẽ bắt thuốc dần vào trung tâm và nó bắt thuốc lấp đầy thùy cân bằng. Thì có một dấu hiệu nữa là chúng ta sẽ so sánh với cái sự bắt thuốc của tổn thương này với cái mạch máu ha. Ở thùy động mạch thì chúng ta sẽ so sánh cái tổn thương với động mạch, thì tĩnh mạch chúng ta so sánh bắt thuốc tổn thương với tĩnh mạch ha. Thì cái tính chất bắt thuốc của ung máu nó sẽ đồng với cái mạch máu. Đây chúng ta thấy bắt thuốc đồng với cái mạch máu thì động mạch, bắt thuốc dạng nốt ngoại vi đồng với cái bắt thuốc mạnh đồng với cái động mạch. Rồi thì tĩnh mạch thì chúng ta thấy nó lắp dần vào trung tâm và cái tính chất bắt thuốc này nó cũng gần bằng với cái tĩnh mạch. Đậm độ bắt thuốc hay là đậm độ tăng quang của nó đó, bằng với cái tĩnh mạch, cân bằng như vậy ha. Đây là mũi tên này, chỉ là đây so sánh với các mạch máu. Rồi một cái trường hợp u máu gan minh họa khác ha. Đây là hình ảnh CT chưa tiêm thuốc. Đây là CT trước tiêm ha. Rồi CT sau tiêm thuốc. Đây là thùy động mạch. Đây là động mạch chủ bụng ha. Đây thùy động mạch. Đây thùy tĩnh mạch. Thì chúng ta thấy là đây là vùng tổn thương giảm đậm độ trên hình ảnh CT trước tiêm thuốc. Đây là vùng tổn thương. Rồi sau khi tiêm thuốc ở thùy động mạch thì tổn thương bắt thuốc mạnh đồng nhất ha, bắt thuốc mạnh đồng nhất dạng nốt thành đây và gần bắt gần hết cái tổn thương. Và ở thùy tĩnh mạch thì tổn thương bắt đồng nhất và hết tổn thương. Đây là hình ảnh u máu gan. Rồi một số trường hợp u máu gan đây là cái khối u lớn ở trong gan ha, khối u lớn trong gan. Hình ảnh CT trước tiêm thuốc, sau tiêm thuốc thì động mạch thì tĩnh mạch thì cân bằng. Đây chúng ta thấy một cái khối lớn ở gan phải ha và cái khối lớn ở gan trái giảm đậm độ không đồng nhất ha. Ở thùy động mạch thì cái khối này bắt thuốc ở phía ngoại vi dạng nốt thành, bắt thuốc ngoại vi dạng nốt thành ở gan phải và gan trái. Thì tĩnh mạch thì chúng ta thấy tổn thương nó bắt thuốc vào lắp vào bên trong, lắp vào bên trong một phần ha. Rồi ở thùy cân bằng thì chúng ta thấy tổn thương lấp dần vào phía trung tâm và phía trung tâm này không bắt thuốc ha. Đây là trường hợp u máu gan không điển hình đó. Rồi chúng ta sang carcinoma tế bào gan.
Hay là HCC. Là hepatocellular carcinoma. Là hình ảnh u gan nguyên phát hay gặp nhất. Thì HCC thường nó kết hợp với xơ gan hoặc là viêm gan B, C. 80% HCC xảy ra ở những bệnh nhân này. Thì alpha FB thì thường cao trên 90% mà. Thì nó có nhiều dạng như là dạng thâm nhiễm, dạng phình lớn khu trú, đơn độc hay là nhiều nốt, dạng lan tỏa hay là nhiều nốt nhỏ, là nhỏ 1 cm. Trong cái hình ảnh mà dạng lan tỏa này nó thường kết hợp với xơ gan. Chúng ta sang đặc điểm CT. Thì trên cái hình ảnh CT á, ở cái phim trước tim thường tổn thương có động độ thấp, không đồng nhất, tổn thương có nhiều thành phần ha, có thể là có thể đóng vôi, xuất huyết, hoại tử, có thể có thành phần mỡ. Thì những cái dấu hiệu này chúng ta có thể là xem, chúng sẽ đo cái độ tỷ trọng mà chúng ta sẽ phân biệt được ha, cái thành phần trong tổn thương. Thì chúng ta sẽ rồi đo tỷ trọng á, trên cái công cụ đó chúng ta sẽ đo được. CT chúng ta sẽ tìm những cái dấu hiệu xơ gan, có cái dấu hiệu xơ gan hay không. Thì các anh chị biết là ở ở cái hình ảnh mà có xơ gan thì chúng ta nhớ là đi tìm xem có cái tổn thương HCC hay không. Thì thường thường HCC hay gặp ở trên những bệnh nhân xơ gan hoặc là những bệnh nhân mà có cái tiền căn viêm gan B, C ấy, thì chúng ta nhớ chú ý là tìm xem có cái tổn thương UHCC. Những trường hợp mà phát hiện tình cờ ha, cũng có. Thì trên hình ảnh sau khi tiêm thuốc cản quang ở thùy động mạch thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh tăng quang sớm hoặc là dạng viền không đồng nhất, rồi sau đó sẽ giảm đậm độ thùy muộn. Hình ảnh bắt thuốc vỡ ban thùy muộn, và chú ý những cái hình ảnh có xâm lấn mạch máu hay không. Thì những cái mạch máu quanh cái tổn thương đó có bị xâm lấn hay không nè, thì chúng ta dựa vào cái hình ảnh sau khi tiêm thuốc và đánh giá tính chất bắt thuốc và tính chất hình ảnh của mạch máu đi kèm. Thì đây hình ảnh minh họa HCC ở một bệnh nhân xơ gan. Thì trên hình ảnh không tiêm thuốc cản quang đây, chúng ta thấy hình ảnh gan không đồng nhất ha, bờ không đều, bờ không đều. Thì cái vùng giảm động độ ở trong gan ha, một số trường hợp thì chúng ta có thể thấy được cái vùng giảm động độ rõ, tổn thương giảm động độ rõ. Một số trường hợp thì chúng ta không có thể nào phân biệt được cái tổn thương ở trên cái hình ảnh chưa tiêm thuốc, thì chúng ta phải dựa vào cái hình ảnh sau khi tiêm thuốc, sau khi tiêm thuốc, và chúng ta đối chiếu lại với cái hình ảnh trước khi tiêm thuốc ha, và chúng ta chỉnh cái cửa sổ hẹp lại ha. Cửa sổ hẹp lại để chúng ta xem cái vùng tổn thương đó, và chúng ta đo cái độ hao phiêu ha, hay là tỷ trọng của tổn thương đó, và đo cái tỷ trọng của tổn thương bắt thuốc trước tiêm sau tiêm, thì chúng ta sẽ đánh giá coi nó
nó bắt thuốc như thế nào ha. Thì ở đây thì động mạch thì chúng ta thấy cái vùng tổn thương này bắt thuốc mạnh thì động mạch, thì tĩnh mạch tổn thương giảm trọng độ ha, so với nhu mô gan mà thì cân bằng là chúng ta thấy tổn thương giảm trọng độ rõ ha, so với nhu mô gan. Thì đây là hình ảnh HCC. Rồi đây hình minh họa ở thì tĩnh mạch, ở thì tĩnh mạch, đây động mạch ha, ở đây là tĩnh mạch. Thì chúng ta thấy là cái hình ảnh tăng quang động mạch và tĩnh mạch nó gần giống nhau, đây là thì tĩnh mạch. Rồi đây là cái vùng tổn thương hay là khối chán chỗ đây ha, thì chúng ta thấy cái hình ảnh vùng tổn thương nè bắt thuốc thấp hơn hay là giảm, bắt thuốc giảm so với cái nhu mô gan. Và chúng ta thấy cái vùng ở phía ngoài tổn thương là cái hình ảnh vỏ bao nè, hình ảnh chúng ta thấy là bắt thuốc vùng vỏ bao ha. Rồi hình ảnh này là cho chúng ta thấy là có hình ảnh xâm lấn mạch máu ha, xâm lấn mạch máu nè, à, tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa ha. Đây là vùng tổn thương, là khối tổn thương HCC dạng lan tỏa ha, và nó có xâm lấn tĩnh mạch cửa. Thì hình ảnh xâm lấn tĩnh mạch cửa thì chúng ta thấy là nó cũng bắt thuốc thì động mạch giống như tổn thương HCC ha, tăng quang thì động mạch và giảm thì tĩnh mạch, đó là hình ảnh tổn thương xâm lấn tĩnh mạch cửa. Rồi chúng ta sang carcinoma tế bào gan dạng lớp sợi, thì đây là cái u ác tính hiếm gặp và ít xâm lấn hơn là HCC. Thường thì tổn thương là gặp ở tuổi trẻ 5 đến 35 tuổi, rồi trung bình là 23 tuổi, không kết hợp với xơ gan. Alpha HB thì thường bình thường và tiên lượng tốt hơn HCC. Đây là 60 tháng của carcinoma tế bào gan dạng lớp sợi ha, HCC à, trên 6 tháng HCC. Đặc điểm của tổn thương trên CT thì tổn thương thường đơn độc, kích thước lớn 10 đến 20 cm, đậm độ thấp, bờ rõ, sẹo trung tâm, vách hình nang hoa. Thì cái vùng sẹo trung tâm này nó sẽ có đậm độ thấp hơn so với cái tổn thương ha. Rồi có thể đóng vô chiếm 30 đến 60%, tăng quang mạnh sau tim, cản quang và không đồng nhất. Đây hình ảnh carcinoma tế bào gan dạng lớp sợi ha, thì chúng ta thấy là hình ảnh tổn thương giảm đậm độ trong gan, vùng sẹo trung tâm ha, đóng vôi. Đây hình ảnh carcinoma tế bào dạng lớp sợi, khối trắng chỗ lớn trong gan, bắt thuốc mạnh không đồng nhất ha. Ở đây vùng sẹo trung tâm. Rồi chúng ta sang cái hình ảnh lymphoma. Lymphoma thì thường là nguyên phát hay hiếm, thường là khối đơn độc. Thứ phát thì là thường gặp chiếm 60% Hodgkin, 50% trong non-Hodgkin. Về đặc điểm CT á, thì nó có dạng là thâm nhiễm lan tỏa,
không thay đổi cấu trúc của gan, có dạng nốt hay là dạng kết hợp vừa nốt và vừa và lan tỏa. Đây là trường hợp minh họa lymphoma gan và lách. Tổn thương ở trong gan ha. Tổn thương ở lách. Khối chân chỗ lách. Ở gan. Bắt thuốc không đồng nhất. Đây là những cái hạch ổ bụng. Ở đây là lách lớn. Rồi chúng ta sang di căn gan. Thì di căn gan thì thường gặp hơn là u gan nguyên phát đến 20 lần. Di căn có thể nguyên phát là từ đại tràng chiếm 42%, dạ dày 23%, tụy 21%, vú 14% và phổi 13%. Phần lớn là di căn dạng đa ổ, bao gồm hai thùy gan, 77%, một ổ là chiếm 10%. Thì có các dạng như di căn dạng nghèo mạch máu là dạng thường gặp, thì thường từ u đường tiêu hóa, phổi, bú, đầu cổ. Di căn dạng giàu mạch máu là hiếm, từ RCC, insulinoma, carcinoid, sarcoma, melanoma, vú. Thì hình ảnh di căn gan chúng ta cũng thấy là hình ảnh giảm đậm độ hoặc là tăng đậm độ trên cái phim chưa tiêm thuốc, có thể có đóng vôi hay là chảy máu. Thì chúng ta cũng roi ha, roi trên cái hình ảnh hay là chúng ta đo độ hơ phiêu á, chúng ta phân biệt được thành phần của tổn thương. Rồi trên phim sau khi tiêm thuốc cản quang thì đặc điểm là không tăng quang chiếm 35%, tăng quang ở ngoại biên chiếm 37%, và hỗn hợp chiếm 20%, ở vùng trung tâm chiếm 8%. Đây hình minh họa của di căn gan ha. Những cái ổ tổn thương, nhiều ổ tổn thương trong gan giảm đậm độ rồi bắt thuốc viền ha. Bắt thuốc viền không đồng nhất. Rồi các ổ tổn thương, đây hình minh họa các ổ tổn thương ở trong gan giảm đậm độ. Rồi bắt thuốc ít ở phía ngoại vi ha, và cái vùng vùng trung tâm này chúng ta thấy là không bắt thuốc nè, vùng trung tâm bắt thuốc ít trên phía ngoại vi so với cái nhu mô gan bình thường. Đây là vùng tổn thương bắt thuốc kém hơn so với nhu mô gan và bắt thuốc viền. Tổn thương này bắt thuốc viền và bắt thuốc kém hơn so với nhu mô gan. Hình ảnh di căn gan ha, hình ảnh di căn gan nghèo mạch máu. Rồi chúng ta sang bệnh lý mật tụy. Bệnh lý mật tụy thì chúng ta chia làm bệnh lý những nguyên nhân giãn đường mật, thì có nguyên nhân là tắc nghẽn và không tắc nghẽn. Nguyên nhân do tắc nghẽn á, thì có thể là do sỏi đường mật hay là hẹp đường mật, tùy vào vị trí ha. Trụ đường mật đoạn xa thì thường gặp là cholangiocarcinoma hay là ung thư đường mật đoạn xa, hay là carcinoma tụy hay là viêm tụy ha. Những trường hợp u tụy viêm tụy có thể là gây hẹp cái đường mật. Rồi những cái trường hợp hẹp đường mật trong gan thì đường mật trong gan thì thường là carcinoma túi mật hẹp do viêm trong bệnh lý viêm đường mật sơ hóa nguyên phát và bệnh đường mật ở bệnh nhân S. Di căn xảy ra bất kỳ vị trí nào ở trong đường mật thì nó cũng gây ra tắc nghẽn đường mật.
Những cái nguyên nhân giãn đường mật không do tắc nghẽn như là bệnh Caroli, nang đường mật, nhiễm trùng đường mật tái phát hay là viêm đường mật xơ hóa nguyên phát. Chúng ta sang cái bệnh bệnh Caroli, đó là bệnh bẩm sinh do giãn lớn đường mật trong gan, thường ở dạng túi hoặc là một đoạn dài, và thường kèm với bệnh thận đa nang, bệnh xốp tủy thận và nang tủy thận. Hội chứng Caroli gồm có bệnh Caroli và xơ gan bẩm sinh. Thì đặc điểm hình ảnh trong cái bệnh Caroli đó là giãn đường mật trong gan phân bố theo thùy chiếm 83%, lan tỏa chiếm 17%, giãn dạng túi chiếm 76%, giãn hình thoi chiếm 24%. Những dấu hiệu chấm trung tâm thì là cái dấu hiệu central dot sign, đó là cái chấm trung tâm này nó tương ứng với cái tĩnh mạch cửa được bao quanh bởi các mật giãn. Đây là chúng ta thấy là hình ảnh giãn đường mật dạng túi, giãn đường mật trong gan dạng túi. Trong bệnh Caroli rồi, hình ảnh siêu âm á, thì chúng ta thấy là đường mật giãn và phía phía trong này nó có cái mạch máu nè, nó bắt thuốc của cái mạch máu hay là cái tĩnh mạch trung tâm á. Trên cái hình CT thì chúng ta thấy là hình ảnh giãn đường mật dạng nang. Đây là thì bắt thuốc của gan ha, thì tĩnh mạch nè, thì chúng ta thấy là những cái nhu mô gan này nó bắt thuốc bình thường. Đây thì chúng ta thấy có những cái nang, những cái giãn dạng nang của cái đường mật, và bên trong này nó có cái bắt thuốc ở vùng trung tâm, dấu hiệu central dot sign á, là dấu bắt thuốc của tĩnh mạch trung tâm ở bên bên trong bệnh lý Caroline. Rồi có hình ảnh giãn đường mật ngoài gan chiếm 53% trường hợp thứ phát là do viêm đường mật, sỏi hoặc là bùng mật. Tiến trình xơ hóa nhiều thì nó sẽ dẫn đến xơ gan. Thì chúng ta có thể chụp đường mật ha. Chụp đường mật thì cũng có thể chụp MRCP hay là ERCP. MRCP là chụp mật tụy ha. Mật tụy qua MRI. Chụp đường mật. ERCP là nội soi cái mật tụy ngược dòng. Thì chúng ta sẽ đánh giá được cái tắc nghẽn đường mật ở đâu. Về biến chứng thì trong bệnh Caroli thường là do ứ động dẫn đến hình thành sỏi và nhiễm trùng. Chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp như sỏi đường mật trong gan, viêm đường mật áp xe, hay trường hợp mà xơ hóa nhiều thì chúng ta sẽ nó sẽ tiến triển thành xơ gan, và một số trường hợp có thể gặp là ung thư đường mật. Ở đây chúng ta thấy là hình ảnh minh họa ha, ở bệnh Caroli giãn cái đường mật dạng nang, và chúng ta thấy có những cái hình ảnh ở bên trong cái đường mật dạng nang này có những cái hình ảnh tăng cái động độ ha, tăng động độ đây bên trong cái nang. Thì đây là hình ảnh sỏi đường mật trong gan ha, bệnh Caroli và kèm với sỏi đường mật trong gan. Rồi một cái hình ảnh minh họa khác ha, chúng ta thấy là có những hình ảnh giãn đường mật trong gan. Rồi chúng ta thấy hình ảnh giảm động độ nhu mô gan ha, và bắt thuốc kém hơn ha, không đồng nhất so với nhu mô gan. Cái hình ảnh áp xe gan, bệnh Caroli kèm với áp xe gan, và chúng ta thấy hình ảnh đóng vôi trong cái tủy thận nè. Đây là hình ảnh bệnh xốp tủy thận.
Rồi mình sang cái bệnh lý của đường mật, đó là nang ống mật chủ. Nang ống mật chủ là bệnh bẩm sinh do giãn đường mật ngoài gan. Là do bất thường chỗ nối ống mật chủ và ống tụy, và có thể kết hợp với adenom carcinoma đường mật và nang ống mật chủ. Rồi carcinom có thể ở vị trí trong nang ống mật chủ, ở túi mật hay là những vị trí khác trong đường mật. Thì chúng ta khi mà đọc CT chúng ta gặp trường hợp nang ống mật chủ thì chúng ta sẽ phân loại tô đa ni. Thì phân thành 5 loại. Loại 1 đó là giãn khu trú đường mật ngoài gan chiếm 90 đến 95%. Loại 2 là giãn túi thừa đường mật ngoài gan là dạng hiếm. Loại 3 đó là colladocell, đó là giãn đoạn xa của ống mật chủ. Loại 4A là nó có nhiều nang đường mật trong và ngoài gan. Loại 4B là nhiều nang đường mật ngoài gan. Và loại 5 là nhiều nang đường mật trong gan, đó là bệnh Caroli. Rồi, hình ảnh minh họa ha, cây đường mật bình thường, đường mật trong gan, đường mật ngoài, đây là cái túi mật ha, đây là dạng phân loại cái nang ống mật chủ theo tôi đây ha, đây là loại 1. Hay là tiếp 1, giãn đường mật ngoài gan. Loại 2 CT, thì CT sau tiêm thuốc thì tĩnh tĩnh mạch. Rồi đây là hình ảnh MRI ha. Và đây hình ảnh MRCP hay là cái MRI đường mật. Rồi chúng ta thấy đây là hình ảnh giãn dạng nang ở đường mật. Giãn dạng nang đường mật. Đây là trong gan, ngoài gan. Rồi. Ở đây là hình ảnh MRCP. Chúng ta thấy được cây đường mật giãn ha. Rồi sang bệnh lý nhiễm trùng đường mật tái phát. Đây là bệnh thường gặp ở châu Á và hiếm ở phương Tây. Nguyên nhân không rõ ha. Một số bệnh nhân có nhiễm ký sinh trùng đường mật. Thì đó là do hiện diện sỏi sắc tố trong gan và nhiễm trùng tái phát. Nguy cơ sẽ phát triển thành xơ đường mật hay là và có thể phát triển thành cholangiocarcinoma. Thì đây chúng ta thấy là hình ảnh minh họa. Đây là hình ảnh giãn đường mật trong gan. Giãn đường mật ha. Đây đường mật giãn ha. Chủ yếu là giãn đường mật ở gan trái. Rồi chúng ta sẽ thấy là những cái hình ảnh tăng đậm độ ở bên trong cái đường mật, trong trong gan, ngay cái vùng giãn đường mật ha, chúng ta thấy những cái nốt hay là những cái đoạn ngắn ha, tăng đậm độ. Thì đây là hình ảnh sỏi ha, sỏi đường mật ha, sỏi đường mật có thể nó có đóng khuôn theo cái đường mật giãn ha, hoặc là những cái sỏi sỏi nhỏ, sỏi rời đơn độc ha, là sỏi đóng khuôn. Và cái đậm độ của sỏi này thì nó đậm độ tăng ha, tăng cái đậm độ mà tăng nhẹ thôi. Và chúng ta sẽ đối chiếu với cái hình ảnh trước khi tiêm thuốc cản quang, thì chúng ta sẽ roi ha, roi hay là đo cái tỉ trọng của trước hình ảnh trước khi tiêm thuốc và sau khi tiêm thuốc ha, coi cái đặc tính này nó như thế nào, để chúng ta loại trừ một số cái trường hợp mà tổn thương đậm độ mô trong đường mật ha, hay là những cái trường hợp ung thư đường mật á.
Rồi, viêm đường mật sơ hóa nguyên phát là giãn đường mật trong gan kèm với chích hẹp hay là giãn nhẹ đường mật. Thì chúng ta cũng phân biệt với cholangiocarcinoma di căn, hẹp đường mật do can thiệp u đường mật khác, u tế bào hạt, viêm đường mật sơ hóa thứ phát do thiếu máu sau tắc mạch hóa trị và bệnh đường mật liên quan với AIDS. Thì tiêu chuẩn viêm đường mật sơ hóa nguyên phát đó là chích hẹp đường mật do sơ hóa, thì giai đoạn đầu khó đánh giá, về nguyên nhân thì không rõ, thường kèm với viêm loét đại tràng chiếm 70% bệnh Crohn. Thì đặc điểm hình ảnh trên CT thì chúng ta sẽ thấy là giãn từng đoạn dạng ống thẳng, không thấy phân nhánh, giãn và hẹp bất thường đường mật trong gan, đoạn hẹp thì ngắn từ 3 đến 5 mm, bất thường đường mật ngoài gan gồm có dày thành khu trú hay lan tỏa, thì trên 2 mm và nhỏ hơn 5 mm, hẹp đường mật đoạn gần. Thì chúng ta chụp đường mật, thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh như là dạng sâu chuỗi ha, hẹp từng đoạn xen kẽ với đoạn đường mật bình thường hoặc giãn nhẹ. Hình ảnh run tree là ống mật đoạn xa hẹp và khó thấy, thành thì không đều ha, hoặc là hình ảnh túi thừa. Thì đây là hình ảnh minh họa của viêm đường mật sơ hóa nguyên phát. Hình bên trái là hình ảnh MRCP, hình bên phải là ERCP. MRCP là hình ảnh chụp MRI đường mật ha. ERCP là chụp mật tụy ngược dòng ha, chụp đường mật ha. Chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi. Đây chúng ta thấy có những cái đường mật nó có hình ảnh giãn đường mật ha và hẹp đường mật. Đây hình ảnh giãn đường mật, hẹp đường mật, hình ảnh giãn và hẹp. Thì có những hình ảnh giãn hẹp xen kẽ với nhau ha. Và những cái đoạn này là đoạn ngắn rồi. Đoạn hẹp thì ngắn. Đây là hình ảnh viêm đường mật sơ hóa nguyên phát. Đây hình CT ha. Thì chúng ta thấy giãn đường mật không đều ha, đoạn giãn là đoạn hẹp. Đây là viêm đường mật sơ hóa nguyên phát. Rồi, hình ảnh này là hình minh họa của cái trường hợp viêm đường mật sơ hóa nguyên phát và ở giai đoạn trễ ha, và nó chuyển biến thành xơ gan. Xơ gan. Đây chúng ta thấy những cái hình ảnh giãn đường mật không đều ha, đây giãn đường mật không đều, giãn hẹp ha, rồi bờ gan không đều, lớn thì đuôi. Đây trong hình ảnh xơ gan ha, đây hình ảnh xơ gan và giãn đường mật. Rồi đây là hình chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi. Đây chứ chúng ta thấy cây đường mật đây. Thì chúng ta thấy là những cái hình ảnh này đường mật hẹp ha, giãn hẹp, đây là hẹp, đây là giãn, thì có nhiều đoạn giãn hẹp xen kẽ ha, đây là hẹp, đây là giãn, đây là đường viêm đường mật sơ hóa nguyên phát. Rồi chúng ta sang cái phần u đường mật hay là cholangiocarcinoma. Thì cholangiocarcinoma còn gọi là carcinom, tuyến ống mật xuất phát từ biểu mô trụ của ống mật, thì nó sẽ phát triển dạng thâm nhiễm và không có vỏ bao, gồm có bốn loại cơ bản. Thì chúng ta thấy đây là cái các vị trí điển hình của cái cholangiocarcinoma, bốn loại cơ bản. Cái vùng trong gan, trong trong đường mật, trong gan, trong ống mật, tại cái vị trí
đốm gan và vị trí ngoài gan, đường mật ngoài gan. Thì đây là cái loại ung thư đường mật, là loại u không phổ biến và thường ở bệnh nhân có bệnh đường mật lành tính. Tỷ lệ ở Mỹ là 2.000 đến 2.500 trường hợp một năm, ở châu Á tăng gấp 10 lần do viêm đường mật mãn tính. Lâm sàng thì có vàng da, đau sốt, yếu tố nguy cơ bệnh tự miễn ha, viêm đường mật sơ hóa nguyên phát, viêm loét đại tràng, xơ gan mật nguyên phát. Bẩm sinh thì bệnh Caroli, nang ống mật chủ, bất thường chỗ nối mật tụy. Viêm nhiễm thì do ký sinh trùng đường mật, nhiễm trùng đường mật tái phát. Thì chúng ta đi từng loại ung thư đường mật ha. Cái loại ung thư đường mật trong gan hay là intrahepatic cholangiocarcinoma thì nó sẽ xuất phát từ các ống mật rất nhỏ ngoại vi và nó có rất nhiều chất đạm xơ và có thể gây co bao gan. Thì cái loại này nó bắt thuốc cản quang thì cân bằng và thì trễ từ 5 đến 10 phút và không đồng nhất. Về đặc điểm hình ảnh trên CT thì có hình ảnh giảm đậm độ, có thể đóng vôi. Bắt thuốc rất ít thì động mạch và bắt thuốc ngoại vi thì tĩnh mạch, bắt thuốc mạnh thì muộn. Có co kéo bao gan và có giãn đường mật quanh khu. Đây hình ảnh minh họa của cái ung thư đường mật trong gan. Thì chúng ta thấy là khối choán chỗ trong gan. Đây là thùy động mạch, đây là thùy tĩnh mạch. Thì ở thùy động mạch thì chúng ta thấy tổn thương, bắt thuốc ít thì động mạch. Thì tĩnh mạch chúng ta thấy nó bắt thuốc mạnh và tăng dần. Rồi, ở một hình minh họa khác thì chúng ta thấy là đây tổn thương thì tĩnh mạch, tổn thương bắt thuốc không đồng nhất ha. Bắt thuốc không đồng nhất so với nhu mô gan thì tổn thương bắt thuốc hơi tăng nhẹ so với nhu mô gan. Vùng trung tâm này bắt thuốc kém so với nhu mô gan. Thì chúng ta đọc là cái vùng tổn thương khối choán chỗ này bắt thuốc không đồng nhất ha. Không đồng nhất so với nhu mô gan thì tĩnh mạch. Ở thì cân bằng thì tổn thương bắt thuốc mạnh, ở thì cân bằng. Thì ở chúng ta thấy những cái vùng không bắt thuốc ở thì tĩnh mạch này thì cân bằng nó bắt thuốc ha. Ở đây là cái đặc điểm hình ảnh của ung thư đường mật trong gan. Rồi cái dấu hiệu mũi tên màu xanh này là co kéo cái bao gan ha. Tổn thương làm co kéo bao gan. Rồi một cái hình minh họa khác ha. Chụp CT gan, đây là hình ảnh CT trước tim, hình ảnh sau tim thì động mạch thì tĩnh mạch thì cân bằng. Tổn thương khối choán chỗ lớn ở gan, giảm đậm độ, không đồng nhất ở thì trước tim và có hình ảnh giãn đường mật quanh tổn thương. Đây, đường mật giãn ha. Và ở thì động mạch thì thấy tổn thương bắt thuốc ít, không đồng nhất. Thì tĩnh mạch tổn thương bắt thuốc không đồng nhất ha, và vẫn còn ít ha, vẫn còn ít so với cái nhu mô gan. Và ở thì muộn thì tổn thương bắt thuốc mạnh so với nhu mô gan. Và cái để ý là cái vùng vỏ bao bị co kéo xuống ha, bao gan co kéo bao gan. Ở trên phim này chúng ta thấy là nó có dịch dịch bao gan. Rồi ung thư đường mật trong ống ha, là dạng hiếm gặp, khối choán chỗ nằm ở trong đường mật và giãn đường mật quanh u.
Thì đây chúng ta thấy là cái đây là cái đường mật, đường mật trong gan phải ha, hay là ống gan phải á, thì chúng ta thấy có một cái tổn thương choáng chỗ trong cái đường mật trong gan phải này, và bắt thuốc không đồng nhất ha, bên trong đây là thì tĩnh mạch. Thì muốn biết tính chất bắt thuốc thì chúng ta phải xem một cái hình là chưa trước tiêm và sau tiêm, mà chúng ta đánh giá định tính thì chúng ta xem là cái tổn thương nó có bắt thuốc hay không, hoặc là lượng thì chúng ta sẽ đo cái độ hao phiêu nó, trước tiêm và sau tiêm thì chúng ta sẽ biết tổn thương có bắt thuốc ha. Rồi sang loại u đường mật thứ ba đó là u đường mật tại rốn gan, còn gọi là U-Plaskin. U-Plaskin nó thường là có cái vị trí phổ biến là tại chỗ hợp lưu ống gan phải và trái, thường là tổn thương xâm lấn. Về đặc điểm hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là có hình ảnh giãn đường mật, khối giới hạn không rõ, teo thùy gan và xâm lấn mạch máu. Về CT thì khó đánh giá giai đoạn u. Đây là đặt hình ảnh minh họa CT, hình ảnh minh họa của cái u Plaskin ha, đây là hình siêu âm, đây là hình vẽ đại thể ha. Thì chúng ta thấy là cái chỗ hợp lưu của ống gan phải và trái nè, tổn thương u tại đây ha, gọi là u Plaskin hay u vùng rốn gan. Đây là hình ảnh siêu âm, chúng ta thấy khối choáng chỗ tại chỗ hợp lưu. Rồi đây là hình ảnh CT. CT chúng ta thấy giãn đường mật. Đây ha, hình ảnh giãn đường mật. MRCP ha, MRCP. Đây. ERCP ở đây. MRCP là MRI đường mật ha. MRI đường mật. ERCP là hình ảnh chụp đường mật ngược dòng ha, hay là chụp mật tụy ngược dòng. Thì đây chúng ta thấy là có cái hình ảnh chít hẹp ha, chít hẹp tại cái vùng rốn gan hay là tại ngã ba đường mật ha, và giãn cái đường mật trong gan hai bên. Đây hình ảnh chít hẹp, đây hình ảnh chít hẹp tại ngã ba đường mật, giãn đường mật trong gan hai bên. Thì phân loại u đường mật tại rốn gan hay u Plaskin thì chúng ta sẽ phân loại theo Bismuth. Chúng ta sẽ có 5 loại, là loại 1 đó là u chỉ giới hạn ở ống gan chung và bên dưới chỗ hợp lưu. Loại 2 là u lan đến chỗ hợp lưu. Loại 3A là u lan đến ống gan phải. Loại 3B là u lan đến ống gan trái. Và loại 4 là u lan vào ống gan phải và ống gan trái. Chúng ta có hình minh họa. Đây, phân loại u Plaskin theo Bismuth ha. Loại 1 ha, là đây là vùng ống gan chung nè. Là ống tú mật ha. Ống gan chung thì u chỉ khu trú tại ống gan chung. Loại 2 là u lan lên tới chỗ hợp lưu ha. Hợp lưu ống gan phải, ống gan trái. Loại 3A là u lan lên chỗ hợp lưu và lan lên ống gan phải. Loại 3B là chỗ hợp lưu lan lên ống gan trái. Loại 4 là u lan đến ống gan phải và ống gan trái. Rồi chúng ta sang bệnh lý tụy. Tụy hay gặp đó là viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính của tụy đối với việc giải phóng men tụy và tự phá hủy tuyến tụy. Nguyên nhân nó là do sỏi mật chiếm 30 đến 45%, rượu chiếm 30 đến 45%, do phẫu thuật ha, ERCP chiếm 1 đến 4%,
tăng triglyceride, chấn thương bụng kính hay các nguyên nhân nhiễm trùng? Thì hình ảnh CT á, của viêm tụy cấp thì trong vòng 48 giờ đầu sau cái triệu chứng đầu tiên thì trên hình ảnh CT khó thấy cái sự thay đổi hình dạng quan trọng của cái viêm tụy cấp. Rồi những cái dấu hiệu viêm tụy cấp gồm có kích thước tụy lớn, bờ tụy không rõ, giảm đậm độ nhu mô không đồng nhất, hay là tăng đậm độ mỡ quanh tụy với bệnh mỡ và dịch và tụ dịch trong và ngoài tụy. Về hình ảnh CT của hoại tử tụy thì chúng ta sẽ thấy là những vùng nhu mô tụy bờ rõ, lan tỏa hoặc khu trú, không bắc quang. Vùng này không bắc thuốc ha, trên 3 cm hoặc là tổn thương trên 30% tuyến tụy. Rồi hình ảnh quá trình viêm lan tỏa và bao gồm toàn bộ tuyến. Thì đối với viêm tụy cấp thì chúng ta sẽ phân loại theo Balthasar. Thì chúng ta sẽ phân loại thành 5 độ, từ độ A đến độ E. Độ A là tuyến có hình thái bình thường trên CT, cho là 0 điểm ha. Độ B là tuyến phù nề đơn thuần là 1 điểm. Độ C là có thâm nhiễm mỡ quanh tụy là 2 điểm. Độ D là thâm nhiễm mỡ quanh tụy và dịch viêm một bên là 3 điểm. Và độ E là tụ dịch ít nhất hai nơi, có khí trong và ngoài tụy là 4 điểm. Rồi chúng ta sẽ xem cái chỉ số nặng của CT ha. Chỉ số nặng CT là CT-SI á. Trong viêm tụy cấp thì chúng ta sẽ cộng thêm cái hoại tử, cái điểm của hoại tử. Ngoài cái điểm Balthasar ra, chúng ta cộng thêm cái điểm hoại tử. Thì cái điểm hoại tử dưới 30 13% thì cho là 2 điểm. Không hoại tử là 0 điểm ha, dưới 33% là 2 điểm, 33 đến 50% là 4 điểm, trên 50% là 6 điểm. Thì chúng ta cộng cái điểm của Balthasar, phân loại theo Balthasar cộng với cái điểm hoại tử thì chúng ta ra cái điểm tổng á. Điểm tổng ha, Balthasar là cao nhất là 4 điểm, hoại tử cao nhất là 6 điểm, thì điểm tổng á từ 0 cho đến 10 điểm. Đây là chỉ số độ nặng cho CT. Rồi chúng ta sang cái hình minh họa của cái viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp thể thể nhẹ ha. Đây là chúng ta thấy là đây là hình ảnh CT thì tĩnh mạch. Ở đây chúng ta thấy nhu mô tụy. Nhu mô tụy đây ha, và chúng ta thấy có cái thâm nhiễm mỡ quanh tụy ha, tụ dịch quanh tụy. Thâm nhiễm mỡ quanh tụy là tụ dịch quanh tụy. Rồi ở đây chúng ta thấy hình ảnh viêm tụy cấp, thâm nhiễm mỡ quanh tụy. Đây những cái bệnh mỡ ha, bệnh mỡ này thì thường nó có đậm độ cao trên hình ảnh CT ha. Bình thường là mỡ nó có đậm độ thấp ha, chúng ta sẽ thấy những cái bệnh mỡ nó có đậm độ cao và nó bắt thuốc ha, hình ảnh viêm thâm nhiễm mỡ và tụ dịch quanh tụy. Rồi đây hình ảnh viêm tụy cấp ha, tiết dịch nó có nhu mô tụy phù nề nè, tụ dịch nè và viêm viêm quanh tụy. Ở trường hợp này thì chúng ta thấy nhu mô tụy đây thì chúng ta thấy là cái vùng bắt thuốc bình thường nhu mô tụy, đây là vùng hoại tử ha, vùng hoại tử không bắt thuốc, thì chúng ta thấy là thay thế bằng cái đậm độ dịch
mà không bắt thuốc ha, thì đây là vùng hoại tử trên 50% do mô tụy, chúng ta thấy còn ít ha. Ở đây chúng ta cũng thấy ha, hình ảnh như mô tụy đây, tụy phù nề ha, cái vùng trung tâm, cái vùng đầu tụy và thân tụy nè, không bắt thuốc, đây là vùng hoại tử, đây là vùng hoại tử ha, thâm nhiễm mỡ xung quanh, đây là viêm tụy hoại tử. Rồi chúng ta sang biến chứng viêm tụy cấp, đó là tụ dịch. Tụ dịch xảy ra sớm ha, đậm độ thấp, có thể có đậm độ cao do máu ha, hoặc là dạng thâm nhiễm viêm mủ hay là mảnh hoại tử. Nang giả tụy từ sau đến 4 tuần thì có tụ dịch, có bao sắc nét giới hạn thành xơ và mô hạt và tăng quang bỏ bao. Một biến chứng nữa là áp xe. Áp xe là do nhiễm trùng trong ổ tụ dịch hoặc là nang giả trong và ngoài tụy. Thì đặc điểm trên CT thì chúng ta sẽ thấy tụ mủ bên trong có giới hạn rõ ha, 20 đến 50 Hauffield và thường gần tụy. Ít hoặc không có hoại tử ha, chiếm 20%, có khí bên trong hoặc mất khí dịch. Có thể có huyết khối tĩnh mạch, xuất huyết hay là giả phình. Ở đây một hình minh họa của viêm tụy. Chúng ta thấy là những cái ổ tụ dịch quanh tụy. Ổ tụ dịch quanh tụy ha. Và những cái ổ tụ dịch trong ổ bụng. Đây, hình ảnh minh họa của cái nang giả tụy ha. Xuất hiện là khoảng sau đến 4 đến 6 tuần ha. Chúng ta thấy là có vùng đậm độ nang ha. Đây là vỏ bao, bắt thuốc mạnh. Đây là hình ảnh nang giả tụy. Một cái biến chứng khác nữa là áp xe tụy. Đây, chúng ta thấy là cái đây là vùng đuôi tụy. Ở đây là có mức khí dịch bên trong ha. Khí này đây là dịch. Và cái vùng mà bắt thuốc viền quanh tổn thương, đây là vỏ bao ha. Đây là áp xe vùng đuôi tụy. Rồi chúng ta thấy có thâm nhiễm mỡ xung quanh, đây phản ứng viêm ha. Rồi chúng ta sang một tổn thương đó là u tụy. U tụy ha. Ung thư tụy thường gặp nhất là adenocarcinoma chiếm 85%. Tỷ lệ nam trên nữ là 1,5 trên 1. Tuổi là 60 đến 70 tuổi. Thường gặp ở đầu tụy chiếm 70%. Thân tụy chiếm 15% và đuôi tụy chiếm 10%. U có khuynh hướng lan rộng chiếm 40%. Di căn xa 40%, thường là di căn gan và hạch. U tụy là u nghe mạch máu mà thường phát hiện muộn, tiên lượng xấu. Thì chúng ta sẽ chụp, nói sơ vào cái kỹ thuật chụp ha. Chúng ta sẽ chụp cái CT đa lớp cắt trước tim và sau tim, và tim thì tĩnh mạch. Tốc độ bơm là 3 đến 5 ml trên giây. Và độ dày lát cắt là 2 đến 3 mm. Thì chúng ta sẽ có cái pha tĩnh mạch cửa sớm à, thì đây là pha tĩnh mạch có giá trị chẩn đoán hay gọi là pha tụy sau tim 40 đến 50 giây. Thì cái pha này nó quan trọng trong đánh giá u tụy và phân giai đoạn. Thì ở cái pha này thì cái u tụy nó là u nghèo mạch máu, và cái nhu mô tụy á, là cái nhu mô tụy bình thường thì nó bắt thuốc mạnh ha, trong khi cái u á, thì nó sẽ bắt thuốc kém hơn so với nhu mô tụy ở cái pha này, chúng ta dễ dàng phát hiện. Rồi pha tĩnh mạch cửa muộn là gọi là pha gan á, sau tim 70 đến 80 giây.
Thì chúng ta ở pha này thì chúng ta sẽ đánh giá được hình ảnh di căn gan hoặc hay là xâm lấn tĩnh mạch. Thì chúng ta sẽ qua cái đặc điểm hình ảnh CT của u tụy. Thì trên phim không tiêm thuốc, cảnh quan chúng ta sẽ thấy có khối giảm đậm độ, bờ không đều và giới hạn không rõ. Rồi 10 đến 15% u có đồng đậm độ và khó phân biệt. Những trường hợp u nhỏ hơn 2 cm thì khó đánh giá. U có khuynh hướng bao quanh các mạch máu lân cận. Thì chúng ta dựa vào có dấu gián tiếp, đó là dấu giãn ống tụy, giãn đường mật, hay là double duct size. Hình ảnh teo đuôi tụy, không thấy rõ hình ảnh bình thường của đầu tụy. Rồi CT còn đánh giá sự xâm lấn của u và các cấu trúc xung quanh, dùng như sau: phúc mạc, động tĩnh mạch, mạc treo tràng trên, mạc treo. Nếu mà xâm lấn vào động mạch thân tạng, động mạch gan, động mạch mạc treo tràng trên thì không có chỉ định phẫu thuật. Đặc điểm của xâm lấn mạch máu đó là hình ảnh tiếp xúc mạch máu với tổn thương. Tiếp xúc một đoạn mạch máu trên 2 cm hoặc là trên 180 độ chu vi mạch máu. CT còn đánh giá những cái di căn, ví dụ như di căn gan, phúc mạc và đánh giá dịch bụng. Thì đây là phân loại u tụy theo T, T anh em. T là gọi là u nguyên phát, TX là u nguyên phát không đánh giá được, T0 là u là không có bằng chứng u nguyên phát, T1 là u giới hạn ở tụy, đường kính lớn nhất là nhỏ hơn 2 cm, u giới hạn T2 là u giới hạn ở tụy và đường kính lớn hơn 2 cm, T3 là u xâm lấn ra khỏi tụy nhưng không xâm lấn động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên, T4 là u có xâm lấn động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên. Về N hạch vùng thì chúng ta cũng đánh giá NX ha, là hạch vùng không đánh giá được, N0 là không di căn hạch vùng, N1 là di căn hạch vùng, M là di căn, MX là di căn không đánh giá được, M0 là không di căn xa và M1 là có di căn xa. Bây giờ chúng ta sang cái hình ảnh minh họa ha. Đây là hình ảnh này chụp cho chúng ta thấy là cái sự mối tương quan của tụy với những cái cơ quan xung quanh và những mạch máu xung quanh. Thì chúng ta thấy đây là vùng đầu tụy ha, cổ tụy. Đây là tá tràng ha, tá tràng. Ở phía bên bên phải ha, của đầu tụy, tá tràng, tĩnh mạch xuống dưới. Là phía sau tụy thì chúng ta có cái tĩnh mạch cửa nè, động mạch mạc treo tràng trên. Rồi ở đây chúng ta có cái động mạch chủ bụng, đây tĩnh mạch chủ dưới. Rồi hình bên này là hình ảnh minh họa u tụy ha, u tụy. Đây là tổn thương giảm đậm độ trong tụy và bắt thuốc kém so với nhu mô tụy. Đây nhu mô tụy nha. Thì ở đây chúng ta thấy là có cái tĩnh mạch mạc treo tràng trên, động mạch mạc treo tràng trên. Thì tổn thương này bao quanh cái động mạch mạc treo tràng trên hơn 180 độ chu vi của động mạch ha. Ở đây hình ảnh tương tự ha, chúng ta thấy hình ảnh u đầu tụy, u tụy đây. Và đây là động mạch mạc treo tràng trên thì tổn thương bao quanh cái động mạch mạc treo tràng trên trên 180 độ. Đây là hình ảnh xâm lấn động mạch mạc treo tràng trên. Đây hình ảnh tuyến tụy ha, tuyến tụy nè. Hình ảnh u tụy, tổn thương giảm đậm độ vùng đầu tụy. Đây là nhu mô tụy bình thường, bắt thuốc bình thường. Đây là vùng tổn thương u, u tụy.
chúng ta biết u tụy nghèo mạch máu ha, cho nên là cái vùng ở cái pha tụy thì chúng ta thấy là nhu mô tụy bắt thuốc kém hơn, cái vùng tổn thương á u tụy bắt thuốc kém hơn so với nhu mô tụy bình thường. Đây là những cái vùng mà này là cái vùng giãn ống tụy nè, cái vùng mà đậm độ dịch bên trong giãn ống nè, không đều ha, giãn ống tụy. Đây là mũi tên vàng là vùng u tụy. Rồi chúng ta có đây là cái tĩnh mạch lách nè, đây là hợp lưu tĩnh mạch cửa, thì chúng ta sớm thấy không thấy cái tĩnh mạch mạc treo tràn trên, không thấy bắt thuốc của tĩnh mạch mạc treo tràn trên và không thấy bắt thuốc có chỗ hợp lưu tĩnh mạch cửa, thì đây là u tụy xâm lấn cái hợp lưu tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Rồi chúng ta sang cái tiếp một cái ví dụ minh họa nữa là huyết khối hay huyết khối tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Thì ở đây là lát cắt ở phía dưới ha, chúng ta sẽ không thấy được cái hình ảnh của nguyên phát của tụy. Ở đây chúng ta thấy là vị trí của tĩnh mạch mạc treo tràn trên, đây là vị trí của động mạch ha, động mạch mạc treo tràn trên, tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Thì chúng ta thấy trong cái vùng bắt thuốc của cái tĩnh mạch mạc treo tràn trên nè, chúng ta thấy có hình ảnh khuyết thuốc ở bên trong ha, tĩnh mạch mạc treo tràn trên bắt thuốc không có bờ, của tĩnh mạch mạc treo tràn trên không đều và nó có hình ảnh khuyết thuốc ở bên trong tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Thì đây là hình ảnh khuyết huyết khối tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Rồi một cái ví dụ minh họa khác ha, hình ảnh u tụy di căn gan. Đây là hình ảnh trước tim, hình ảnh CT sau tim. Đây là vị trí của gan, của tụy, vị trí của lách. Thì ở vị trí của tụy thì chúng ta thấy là hình ảnh giảm đậm độ của vùng đuôi tụy, giảm đậm độ vùng đuôi tụy ha, không đồng nhất, bờ không đều, giới hạn không rõ. Sau khi tiêm thuốc cản quang thì chúng ta thấy là cái vùng giảm đậm độ của vùng đuôi tụy này là vùng tổn thương nè, bắt thuốc kém hơn so với nhu mô tụy. Đây là nhu mô tụy bắt thuốc bình thường ha, bắt thuốc kém hơn so với nhu mô tụy, không đồng nhất, bờ không đều, giới hạn không rõ. Đây là hình ảnh u vùng đuôi tụy. Rồi chúng ta sẽ xem những cái cơ quan xung quanh, những cơ quan xung quanh tụy thì thường chúng ta xem gan ha, gan hoặc hạch, thường thường là di căn gan và di căn hạch. Thì chúng ta thấy là đây tổn thương ở gan ha, có cái tổn thương gan, tổn thương gan. Thì ở đây chúng ta đối chiếu ở hình trước tim này, chúng ta thấy tổn thương ở gan trái nè, tổn thương ở gan phải, hình ảnh giảm đậm độ khu trú trong gan trái và gan phải ha, gan trái nè, gan phải. Và sau khi tiêm thuốc cản quang thì chúng ta thấy là cái tổn thương này ở gan là trái phải, bắt thuốc kém ha, bắt thuốc kém nè, bắt thuốc viền, bắt thuốc kém và bắt thuốc viền so với nhu mô gan. Ở đây là khối u tụy thì chúng ta sẽ so với nhu mô tụy và cái tổn thương ở gan này chúng ta sẽ so với nhu mô gan. Thì đây là hình ảnh u vùng đuôi tụy và di căn gan. Rồi một cái ví dụ minh họa khác là u vùng thân tụy. Đây là nhu mô tụy ha, nhu mô tụy bình thường nè. Đây là tổn thương u vùng thân tụy, đây là vùng thân tụy. Đây là vùng đuôi tụy. Vùng đuôi tụy thì chúng ta thấy là có hình ảnh giãn khu trú cái ống tụy ở vùng đuôi tụy. Tổn thương u ngay tại vùng thân tụy. Và cái tổn thương này bắt thuốc kém so với nhu mô tụy bình thường. Hay nhu mô tụy bình thường đây. Bắt thuốc đây. Tổn thương bắt thuốc kém, không đồng nhất, giới hạn không rõ so với nhu mô tụy bình thường. Đây là vùng đuôi tụy thì chúng ta thấy có giãn ống tụy vùng đuôi tụy và nhu mô vùng đuôi tụy ít mà bắt thuốc. Bắt thuốc giống như là
nhu mô tụy bình thường, nhưng mà cái nhu mô tụy này ít ha, thì người ta gọi là teo vùng đuôi tụy ha, giãn ống tụy, teo vùng đuôi tụy, khối choáng chỗ tại vùng thân tụy. Rồi chúng ta sang một cái ví dụ khác là u di căn phúc mạc. Thì những cái nốt bình thường á, thì chúng ta sẽ không thấy cái phúc mạc, chúng ta sẽ không thấy những cái nốt nó nốt hay là dày cái thành phúc mạc. Khi mà chúng ta thấy có những cái nốt hay là dày thành phúc mạc và chúng ta biết được u nguyên phát á, thì thường thường thì đây là hình ảnh di căn phúc mạc ha. Cái những cái nốt nè là dày cái phúc mạc thành bụng, là hình ảnh di căn phúc mạc. Rồi xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Rồi, các anh chị rồi nếu các anh chị không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây ha. Rồi, cảm ơn các anh chị nha. Bài bài sẽ gửi lên cho các anh chị qua mail, các anh chị nhắn cái mail của lớp ha, rồi gửi bài sẽ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô.